Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay công ty cổ phần Marginet Việt Nam có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất sâm Cora ở Kon Tum để tiến hành lắp đặt, vận hành và bàn giao dây chuyền sản xuất nước sâm đóng lon. Như quý vị và các bạn được thấy thì trọng độ dây chuyền sản xuất được công ty cổ phần Marginet Việt Nam cung cấp, chuyển giao từ khâu đầu vào là sơ chế nguyên liệu và chuyển cấp để lấy được hết thành phần dược liệu của củ sâm Cora dung hòa với nước cho ra nước sâm Cora nguyên chất 100%. Với thiết bị chân cất của chúng ta với dung tích là 150 lít trên mẻ, công suất là 12 kW trên giờ theo công nghệ lọc cuốn hơi nước áp suất chờ. Tiếp theo đó là hệ thống bồn trung chuyển và hệ thống chiết rót như trong hình ảnh video mà quý vị đang được thấy. Thì cả hệ thống chiết rót được công ty cổ phần Marginet Việt Nam sản xuất và lắp đặt cho anh Thịnh gồm các option như sau. Thứ nhất, chúng ta có mâm cấp lon thô dùng để dạy dẫn lon chưa chiết rót và hệ thống chiết. Tiếp theo là hệ thống chiết rót 4 vòi chiết định lượng bằng thể tích chấm nhiễu hoặc định lượng piston dùng tùy theo nhu cầu của từng khách hàng. Thì từng dung dịch chiết rót khác nhau mà khách hàng và quý vị có thể lựa chọn định lượng chiết phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng của riêng mình. Thì định lượng chiết sai số của chúng ta là chỉ ở mức 1%. Sau khi chiết, lon sẽ được dẫn qua hệ thống viền mỹ lon. Thì hệ thống viền mỹ lon của chúng ta thì được áp dụng trong các sản xuất đồ hộp, nước uống đóng lon, ngành dược phẩm. Thì thiết bị của chương trình làm việc tự động hóa cao phù hợp với nhu cầu sản xuất công nghiệp. Thì bộ phận viền mỹ dạng bánh xe con lăn làm từ chất liệu thép là không gỉ SUS 304, thì với 4 con lăn hoạt động đồng bộ cho hiệu suất làm việc tuyệt vời. Thì thiết bị viền mỹ lon được công ty cổ phần Marginet Việt Nam sản xuất thì theo yêu cầu của từng riêng khách hàng mà công ty Marginet Việt Nam chế tạo và sản xuất. Sau khi lon đã được viền mỹ lon sẽ được băng tải dẫn đến hệ thống in ngày tháng sản xuất cũng như là hạn sử dụng đối với thiết bị in data. Thì công ty cổ phần Marginet Việt Nam chúng tôi nhập khẩu 100% từ nước ngoài. Thì máy có vận hành có tính ổn định, tính chính xác cao, mực in rõ nét, chất lượng không bị nhòe, không bị lem. Thì thuộc dòng máy in data tự động nên hiệu quả làm việc đem lại cao so với các thiết bị thông thường. Thì đây là dòng máy tự động hoàn toàn, hiệu quả làm việc nhanh. Thì khi xong kết thúc quá trình in data thì chúng ta lon sẽ được dẫn vào mâm thu sản phẩm, tránh làm thành phẩm của chúng ta sau khi chiết sẽ bị rơ vỡ, cũng như là nhân công chúng ta có thời gian là để sắp xếp đóng kiện cái lon thành phẩm. Thì với hơn 15 năm cung ứng máy móc thiết bị cũng như chuyển giao công nghệ cho ngành chiết xuất tinh dầu, dược liệu, đồ uống thì công ty cổ phần Marginet Việt Nam thì đã là đối tác cung ứng của các nhà thiết bị máy móc đáng tin cậy cho hơn 15.000 khách hàng trong và ngoài nước từ Bắc chí Nam, với mọi công suất là từ mini tới quy mô công nghiệp, sản xuất theo từng yêu cầu riêng đặc thù của từng vùng miền, từng khách hàng. Thì nếu quý khách hàng và bà con mình đang phân vân không biết lựa chọn thiết bị công nghiệp với công suất như thế nào để phù hợp với nguồn nguyên liệu của bà con mình chẳng có, làm sao để tối ưu được chi phí đầu tư và lợi nhuận mang lại, cũng như là về mặt hạn chế làm sao mà lắp đặt được thiết bị của bà con mình, thì bà con mình có thể gọi ngay vào số hotline trên màn hình là 0904 962 255 hoặc 08320 222 88. Thì hai số hotline này hoạt động 24/7, hoặc bà con mình có thể truy cập vào website là marginet.vn, Zalo fanpage của công ty để được tư vấn viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ tư vấn và giải đáp thỏa mãn mọi nhu cầu của quý khách hàng và bà con mình nhất. Cảm ơn quý khách hàng và bà con mình đã quan tâm và theo dõi. Chúc quý khách hàng và bà con mình có một ngày làm việc thật tốt và vui vẻ.